Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin. Ngay bây giờ là 7 giờ 29 phút. Cái đồng hồ này nó trễ nó lạc một tiếng. Ngày 7 giờ 29 phút ngày 21 tháng 4 năm 2024. Nhảy vô luôn. Vì giá của BTC ngay bây giờ nó đang nằm ở con giá là 65.151. Vừa rồi cái mà cái mà xác thực thứ hai là lên 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 lên. Là rơi vào con giá là 65.450. Rõ ràng cho những người nào mới nhảy vô thì rõ ràng bạn phải uh, nhắn cho nhân viên uh, và lấy những cái tập vừa rồi và chỉ được uh, bên mình chỉ phục vụ nhắn tin, ok Thì giúp mình nhắn cho nhân viên. Những người nào mới bước vô thị trường thì lấy 5 10, 20 tập vừa rồi. Uh, bỏ thời gian ra xác thực tín hiệu. Uh, chỉ có qua cái trải nghiệm xác thực tín hiệu như vậy thì bạn mới có niềm tin rồi uh, gọi là những cái tính chuẩn bị tới những cái tín hiệu tới đây thì bạn cứ áp dụng nó có thể chốt đơn chốt đơn và chốt đơn và những cái video vừa rồi nó có rất là nhiều gọi là giá trị trong đó có rất là nhiều uh, cái sự tính toán những cái, cái 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 suy nghĩ của mình những cái những cái thứ mà bạn phải cần nếu bạn thiệt sự là một người gọi là mua vô bán ra mua vô bán ra uh, bạn muốn gọi là tạo được lợi nhuận nhiều nhất có thể trong cái thị trường này thì à quay lại những cái video vừa rồi để coi cái cái đầu tiên là để xác thực, cái thứ hai là để học, học và học. Ok. À, mình sẽ đi lại chút xíu quá khứ, ok rồi sau đó là mình nhảy vô ngay bây giờ luôn cho anh em. Ok. Thì vừa rồi BTC kết thúc ở với cái con giá sóng số, số 3 kết thúc ở con giá là 73.800. Ok, sóng số 4 vừa rồi nó rớt như vậy, là nó rớt xuống cái con giá là 50 à, 59.700 yeah? khoảng có 59.700 nhớ là cái vấn đề đó là ABC, AB và C, cái okay? A, AB và C và mình nói C đã có thể đã đủ rồi chứ không phải là không. Nếu ngay bây giờ nó bay lên, bay lên, bây giờ nó bay lên thì chuyện gì phải xảy ra? Cái đầu tiên mình đã nhắc nhở bạn rất nhiều lần trong bao nhiêu cái video tính hiệu vừa rồi để cho một cái trend nó thay đổi, nghe để cho một cái trend nó nó thay đổi từ xuống từ xuống đổi thành lên, từ xuống đổi thành lên là cái tín hiệu đầu tiên mình cần thấy á là mình cần năm sóng đi lên một cách rõ ràng. Thì vừa rồi về đếm sóng thì mình đã đủ năm sóng rồi nha, đủ năm sóng rồi. Đây là sóng số 1, đây là sóng số 2, đây là sóng số 3, đây là sóng số 4 và đây là sóng số 5. Miễn sau sóng số 5 nằm trên sóng số 3 thôi là đủ rồi. Thì vừa rồi sóng số 5 nó lên tới có con giá là 65.700. Nhớ, cái mà con giá quan trọng là 65.456 miễn sao năm sóng đi lên mà nó cắn cái con giá nó nằm trên con giá 65 450 450. Thì vừa rồi về đếm sóng như vậy thì đây là 1 2 3 4 5 thì gọi là về đếm sóng thì là đủ rồi, có nghĩa là đây là cái sự chứng tỏ đầu tiên năm sóng đi lên và mình đã đập đi đập lại bao nhiêu cái video chứ không phải là không. Để cho cái trend lúc nào cũng vậy từ xuống nó đổi thành lên, từ xuống nó đổi thành lên thì nó cần năm sóng đi lên thì đây uh, cắn cái con giá 65.450 là cái cái đóng dấu thứ hai nghe nó nói câu chuyện là lên 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 lại và cái đóng dấu thứ ba tới signal là cái đóng dấu thứ ba nghe là đóng dấu thứ ba đó là cái đấy có thể là xong rồi có nghĩa là vừa rồi cái con giá 59 đó, nó là đấy rồi là mình cần năm sóng đi lên nè và ba sóng hồi ngày ba sóng hồi thì lúc nào cũng vậy đó để cho lặp lại thêm một lần nữa để cho một cái trend nó đi lên á đi lên nó nó quay đầu thì xuống đổi thành lên thì nó cần năm sóng đi lên rồi sau đó là ba sóng hồi 1, 2, 3 ok và cái vùng đó là cái vùng ngon lành nhất để mua để để từ sóng số 2 lên sóng số 3 là cái sóng mạnh bạo nhất rõ ràng năm sóng đi lên này á thì nó thuộc về một cái sóng số lớn năm sóng nhỏ này nó thuộc về sóng số 1 lớn thôi xin lỗi bạn sóng số 2 ok sau đó là sóng số 3, số 4 và sóng số 5 đây là sóng lớn nghe là sóng lớn và cái sóng nhỏ vừa rồi năm sóng đi lên nó là cái sóng nhỏ thôi năm cái từ 1 tới năm này á nó thuộc về cái sóng lớn số 1 này cho trong quay gì hết đó là cái chứng tỏ đầu tiên thì đây là nó đã đủ năm sóng nha đã đủ năm sóng cái kế tiếp mình cần biết á, là là mình cần uh, rõ ràng là mình có năm sóng đi lên rồi rồi sau đó là mình cần ba sóng xuống ba sóng xuống là sóng số 2 từ hai ok lên ba sóng lớn là cái sóng dài nhất trong tất cả những cái sóng từ 2 lên 3 là cái chỗ ngon lành để 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 để, để chơi. Sau đó mình có sóng số 4 và sau đó là cái sóng số số 5 lên cái vùng 80, cái okay, 88 vân 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 vân. Thì rõ ràng là năm sóng đã hoàn tất. Nhưng à, làm sao mình biết được ok là nó, là, là bây giờ là nó hồi lại sóng số 2 có nghĩa là nó ba sóng hồi. Ok, năm sóng lên ba sóng hồi. Ok, năm sóng lên ba sóng hồi. Cũng giống như cân nhắc ở đây. Ok. Và bao nhiêu năm sóng lên nè, năm sóng ấp là lên ba sóng hồi. các okay thì năm sóng đi lên đã đủ bây giờ mình thiếu là ba sóng hồi hai trường hợp ngay bây giờ nếu mà nó cắn dưới cái con giá 44.620 64.620 64, thì mình biết xác suất là sóng số 2 sẽ xảy ra từ 1 tới 2 như vậy là nó sẽ có 3 sóng nghe ABC cái okay. 123 3 sóng hồi cái okay. rồi sau đó là chỗ cái, canh cái khu vực này ngay khu vực này và đây là cái chống lưng cho nó Đây là cái chống lưng của sóng số 2 Miễn sao lúc nó hồi lại á Nó hồi lại Thì nó rơi vào những con giá này Miễn sao nó không nằm dưới con giá 60.900 60.900 giữ được Thì là gì? Là là lên 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 và lên Ok Đây hấu Dế yeah. Là higher Thì xin lỗi bạn Thì đây là cái chống lưng Mình tạm thời bỏ cái này đi ha 60.900 lúc mà nó xảy ra nó hồi lại như vậy nó sẽ có ba sóng hồi từ 1 tới 2 nhắc lại thêm một lần nữa nó sẽ có ba sóng ABC xuống thì miễn sao nó nằm trên được con giá là 60.900 là mình sẽ có một cái sóng lên 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 có nghĩa từ 2 lên trên 3 là cái sóng dài nhất trong tất cả những cái sóng từ 1 tới 5 các okay. và đây là những kiến thức mình đập đi lặp lại cho những người mới mới nhảy vô lúc bạn coi những cái tập cũ nghe mình sẽ lặp đi lập lại rất nhiều như vậy và nó để cho nó thấm vào trong tuổi của bạn thôi để bạn có thể áp dụng nó để chốt đơn trong tương lai thì đi lại gọi là ok. Vừa rồi là mình nói là cái tín hiệu đầu tiên là nó phải đánh vỡ cái đường chỉ đen thì đã đánh vỡ. Ok. Cái thứ hai là vừa rồi là cái cái xác thực thứ hai á, nè, second signal là cái xác thực thứ hai á là nó rờ được con giá 65.450. Ok. 65.450 thì vừa rồi nó rờ như vậy và đề mà gọi là gọi là VR mà từ 3 tới 5 tiếng trở lên á thì chưa có nha vừa rồi là bạn có thể zoom vô là cái cái vành vàng mình bỏ vành vàng lên luôn vành vàng ở đây thì bạn thấy là nó chỉ có một cái râu đánh lên thôi nha gọi là một cái râu đánh lên thôi 65.450 nó chỉ là một cái râu thôi nó không có cái nến nằm trên cái đường chỉ vàng này thì đó là vẫn là vợ mình vẫn là cẩn thận cái okay, cẩn thận bởi vì mà để mà gọi là là xác thực cái cái tín hiệu thứ hai là nó nói lên là nó phải nằm trên từ 3 tới 5 giờ nhưng mà vừa rồi nó chỉ là một cái râu thôi nhưng mà về đếm sóng nghe cái cái gọi là về đếm sóng thì nó đủ năm sóng đi lên nghe năm sóng đi lên thì chủ yếu chủ yếu á, là lúc nó hồi lại từ một xuống hai sóng lớn nè ok là nó chống được cái vùng này để mình tiếp tục leo thang nghe gọi tiếp tục leo thang gọi là về sóng số 5 nhỏ này là nó có thể vẫn có thể dây dưa lên thêm rồi để mình nhắc nhở lại sóng số 5 này vẫn có thể dây dưa lên thêm nữa cũng được chứ không phải là không nha rồi là nó dây dưa có nghĩa là sóng số 1 này nó dây dưa lên thêm một chút xíu nữa nhớ cái sóng nhỏ này và mình đổi nó thành đổi màu luôn cho bạn là có nghĩa là bạn không có thắc mắc nữa tại vì và mình sẽ làm nhỏ nó xuống luôn sóng số 1 này hai sóng số 1 này nè là sóng lớn của cái năm cái sóng nhỏ này sóng số 1 này là sóng lớn của năm cái sóng nhỏ này ok không thắc mắc cùng màu với nhau ok Sống số 5 này có thể dây dưa lên thêm chút xíu nữa sóng có nghĩa là sống số 1 sẽ dây dưa lên chút xíu nữa nếu mà dây dưa cái con giá kế tiếp nó sẽ đáp cánh đó, là cái con giá 66.790 nghe 66.790 rồi sau đó là nó nó gì nó nó nó, nó sống số 2 xảy ra làm sao mình biết được là sống số 5 tiếp tục đi leo thang Ok hay là nó hồi luôn ngay bây giờ nó hồi luôn ngay bây giờ thì nó phải rớt dưới con giá 64.000 đó là cái đáy đây là cái đáy của nó này cái đáy vừa rồi của nó nếu bằng zoom vô chúng gì hết nha cái đáy vừa rồi của nó nếu là nó, nó đánh dưới cái đáy này thì mình biết là nó đang sóng số 2 đang xảy ra và sóng số 2 đang xảy ra đây là sóng số 2 ok, thì nó có sẽ ba nó sẽ có ba cái sóng hồi xuống thì đây mình mình vẽ luôn cho bạn đi ha Ờ, à, mình vẽ thôi đây là tương chân giống như vậy nha từng chân giống vậy ba sóng hồi xuống ok ngay bây giờ sóng số 5 này nó có thể dây dưa lên thêm chút xíu nữa nha có nghĩa là sóng số một dây dưa dây dưa à, nếu nó dây dưa lên á thì hồi nãy mình đã cho bạn con giá rồi 66 000 à, đây 66 790 là con giá kế tiếp nó sẽ đáp cánh rồi sau đó nó hồi nhưng mà rớt dưới con giá nhà rớt dưới con giá 64 620 25 đi ha là mình biết sóng số 2 đang bắt đầu rồi vào cái khung khung này miễn sao nó chống được là lên 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 và lên thì hai trường hợp ngay bây giờ bạn phải đợi thôi nha sóng số 5 này á gọi là để cho mình biết là sóng số 5 đã kết thúc, sóng số 1 đã kết thúc. Ok, và sóng số 2 bắt đầu á thì nó phải rơi dưới con giá 64.625. Ngay bây giờ nó đang nằm ở trên. Ok, nó đang nằm ở trên thì mình chưa chưa có thể xác thực được là sóng số 2 đã bắt đầu. Nhưng mà để cho mình mình biết là sóng số 5 này có thể dây dư hơn hay là sóng số 1 này có thể dây dư hơn nữa thì bạn tắt đi tất cả mọi thứ, đơn giản bạn có thể tắt đi tất cả mọi thứ. Nhớ cái đỉnh của nó vừa rồi lên lên tới con giá là 65.700. 65.700 65.700 này cái 65.700 bạn cài đặt một cái báo thức ok 65.700 nếu mà nó lên tới 65.700 á okay. nếu mà nó lên được 65.700 có nghĩa là sóng số 5 nhỏ nó nó đang còn leo thang nó chưa kết thúc có nghĩa là sóng số 1 lớn số 5 nhỏ chưa kết thúc sóng số 1 lớn chưa kết thúc và nó rơi vào con giá này đã ok rơi vào con giá này có thể dây dưa lên ok ở khoảng cỡ cái vùng này nguyên cái vùng này luôn nguyên cái khung đây là một cái khung kháng cự nha nó có thể hồi lại bất cứ lúc nào để sóng số 2 xảy ra sau đó mình có sóng số 3 thì hai trường hợp ok trường hợp đầu tiên á là bạn để ý hai cái con giá đó thôi nha đây là cái con giá 60 64 625 và 65.000 Ok 65 65 65 700 cắn trên cắn là trên đúng không 65 700 thì sóng số 1 đã đang còn dây dưa có nghĩa là sóng số 5 vẫn còn đang xảy ra nha nó còn dây dưa lên thêm tới cái vùng này tới cái vùng này nhưng mà nếu mà nó nằm dưới con giá 64.625 thì nó sẽ rơi vào cái khung giá này có nghĩa là sóng số 2 đang được diễn ra thôi chứ không hết và lúc mà từ 1 xuống 2 như vậy thì nó sẽ có 3 sóng ABC Ok thì bạn có thể áp dụng cho những anh em nào muốn dùng nó để chơi cái gọi là cái gì đó cho tương lai thì bằng canh dưới cái con giá này đã dưới con giá 64.625 uh, ok canh ở dưới đó để mình gọi là mình đánh một cái lệnh số xuống nè giống như cái mũi tên mình vẽ cho bạn nè ok thì đây là cái con giá mà bạn có thể vô một cái lệnh số để xuống vùng số 2 trống được cái vùng này thì mình sẽ làm một cái gì lệnh long lên lệnh long lên ok nhưng cẩn thận trong một cái cuộc chơi như vậy đó cái từ xuống như vậy và lên như vậy nó sẽ có những cái sóng nhỏ ok những cây cây roi nó no quấn nó no quấn ok vì bởi vậy mình chơi á nếu bạn ở chơi tương lai á ok nhớ là bên mình có cái nhóm tương lai nha nhưng mà nếu bạn chơi dùng sport để chơi tương lai á, thì nhớ là đòn bảy phải thấp thôi nghe đòn bảy phải thấp thôi nếu mà đòn bảy cao quá thì là là rất là dễ bị rửa cái tài khoản nha ok đây là mình đang chia sẻ tín hiệu sport cho bạn thôi chứ không phải là tín hiệu tương lai ok thì hai cái vành mà bạn nên quan tâm đến giờ là hai cái vành vàng này đúng không cái con giá Uh, cái con giá vàng vàng này không phải là cái con giá con giá quan trọng nữa rồi để thì mình bỏ nó qua bên luôn con giá quan trọng á thì để mình dán luôn cho bạn ha bạn okay. đó là cái đỉnh vừa rồi của nó 65 mươi lăm lần bảy mấy lần ok bảy lần bảy cho cho bảy mấy đi ha cái okay. uh, mình sẽ làm nó thành màu xanh kép okay. còn cái con này á thì mình dời nó qua đây đi ok và mình sẽ cũng làm màu, mình sẽ làm nó màu xanh luôn ok mình sẽ làm con này mình đổi nó thành một vàng ok cái con này trắng con này bạn bia là có nghĩa là sóng số 5 nhỏ đang còn dây dưa sóng số 1 đang còn dây dưa lên tới cái vùng này chứ không có gì hết. Ok, nên tới cái vùng này. Dưới con này có nghĩa là nó sẽ rơi vào cái vùng này. Vậy, vậy thôi chứ không có gì hết nha. Dưới con giá 64.625 thì nó rơi vào cái vùng này, nó rơi vào cái vùng này. Chống được có nghĩa là sóng số 2 chống được, sóng số 3 sẽ bắt đầu. Vậy thôi. Nhưng mà hồi nãy thì là gọi là mình chia sẻ thêm để cái suy nghĩ sâu đó tại sao là mình ra mình quyết định như vậy cho anh em. Nhưng gọi là tóm gọn là rờ rẫm được tới con này 65.700 thì sóng sóng số 5 nhỏ này vẫn còn dây dưa sóng số 1 nhỏ này vẫn còn dây dưa lơi rơi tàu những cái vùng giá này nghe vùng giá này nhưng mà cắn dưới con này cắn dưới con này á nha cắn dưới con này á thì nó sẽ rơi vào cái cái vùng giá này xác suất nha rõ ràng là bạn có thể thấy là sóng số 3 ở đây sóng số 4 à, sóng số 3 ở đây sóng số 4 ở đây và sóng số 5 ở đây sóng số 5 á vừa rồi á nó lên có vẻ có vẻ là chưa có đủ hay chưa có đủ về đếm sóng là đủ rồi nghe để đủ rồi đủ để đếm sóng nhưng mà độ dài á gọi là nó có thể dây dưa lên thêm được cũng được chứ không phải là không ok và để ra một cái quyết định rõ ràng là nằm giữa hai cái vành đen này thôi ok đây là cái đáy ok nó nói lên câu chuyện là xuống sóng số 2 bắt đầu đây cắn cái đỉnh này á, thì nó nói lên cái sóng là sóng số 1 sóng số 1 lớn đang xảy ra sóng số 5 số 5 nhỏ vẫn còn đang dây dưa vậy thôi chứ không có gì hết ok à, đợi hai cái nó rờ được con này hoặc con này thì mình biết cái được cái 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 hướng nó đang đi đâu và cái hướng nó đang đi đâu thì nó dựa theo cái sóng nào để mình biết là cái vùng nào để mình xả ra nha mình canh mình mình bán ra um... Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Nhớ, lúc nào nữa để cho cái trend nó bắt đầu thay đổi từ xuống đổi thân lên nè. Từ xuống đổi thanh lên là cái đầu tiên là mình cần nắm sóng đi lên thì ngay bây giờ mình đã có năm sóng đi lên rồi đếm gọi là hơi ngắn nhưng đã đủ ok cái trường hợp kế tiếp là mình cần ba sóng hồi một hai ba chống trên con giá ok sáu chục để là sau đó là mình biết là lên 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 luôn rồi lên luôn rồi ok thì đây mình cần năm sóng cần nè ní là cần năm sóng đi lên và ba sóng hồi ok thì cái giai đoạn kế tiếp là mình cần ba cái sóng hồi nó chống được ở trong cái chống lần thì mình mới biết rằng nó đã đi lên luôn rồi chuẩn bị chuẩn bị tới đây nó sẽ bay một cái vèo đi lên thì mình cần ba cái cái sóng hồi xảy ra nghe ba cái sóng hồi xảy ra ok thì đây là mình xóa bớt đi những cái hồi nãy mình vẽ gọi là nó hai cái hai cái vành hai cái vành tím này là cái vành quan trọng đúng không hai vành tím đồng vành quan trọng à, Vậy về thôi đây mình xóa luôn cái này ok Vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này ok hôm nay là ngày chủ nhật thường thường thứ bảy chủ nhật thì mình sẽ không có làm nhưng mình muốn đẩy cái video ra À, rồi, hôm nay là ngày cuối, cuối ngày chủ nhật thường, thường cuối ngày chủ nhật nó sẽ có một sự bơi bổng nho nhỏ rồi thứ hai thì rõ ràng là ngày sáng ngày mai là mình sẽ đẩy ra rất là nhiều video tín hiệu cho anh em rồi thì mình muốn gọi là gọi là gọi là đẩy thêm một cái để cho anh em biết những cái chi tiết nho nhỏ này để anh em có một sự chuẩn bị nha nhưng ngày mai tín hiệu sẽ tín hiệu mới sẽ được gửi qua btc cũng giống như những cái đồng khác vân vân và vân vân vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong video này xin chào mọi người cảm ơn nếu uh, bạn uh, thấy cái tín hiệu nó chuẩn thì ghi cho mình chữ chuẩn bên dưới hay là cái gì đó uh, uh, không chỉ vậy nữa nếu bạn uh, tìm được giá trị uh, giúp mình ấn vô cái ngón tay nha ấn vô cái ngón tay bên dưới ấn vô cái chữ thích 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 ok vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn uh, chia sẻ cảm ơn cảm ơn và cảm ơn